Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hương Liên. Chị Hương Liên ạ, tình hình mưa ở miền Bắc diễn biến thế nào rồi ạ chị? Vâng, Mạnh Cường dự báo mưa sẽ tập trung ở vùng núi Bắc Bộ, còn vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì mưa giảm. Cụ thể 3 ngày tới ở thủ đô Hà Nội chủ yếu là mưa xảy ra vào buổi sáng, sau đó đến trưa trời nắng, nhiệt độ tăng lên 32, 33 độ C sẽ cảm thấy hơi nóng. Buổi tối và đêm thì trời mát 27 độ C. Mưa giảm nên lũ trên sông Tích và sông Bùi tiếp tục xuống. Ở sông Bùi, 1 giờ chiều nay còn trên báo động 3 là 11 cm, đến ngày mai sẽ xuống dưới báo động 3 khoảng 15 cm. Tình trạng ngập ở huyện Chương Mỹ sẽ dần được cải thiện. Còn đêm nay ở thủ đô Hà Nội trời có mưa, nhiệt độ hạ xuống thấp nhất là 27 độ C, cảm giác mát dịu. Với thành phố Hồ Chí Minh, nhờ cơn mưa chiều tối nay nên thời tiết đêm và sáng khá là mát. Các huyện Củ Chi, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức và huyện Cần Giờ, Nhà Bè, nhiệt độ khoảng 26 độ C. Khu vực trung tâm thành phố thì nhiệt độ nhỉnh hơn 27 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.